món quà mà Ngọc sẽ tặng cho bạn em. Bạn có muốn biết cái gì không? Cái này là gì? Cái gì đấy? Anh hãy làm ơn dịch ra tiếng Việt cho em với. Mình vừa được tặng một lọ, không biết lọ này là lọ gì. Có thể là chiết xuất từ lá ngón hoặc là bả chuột, hoặc là một cái gì đấy tăng lực. Nhưng mà... Là siêu không? Sang. Rồi là bây giờ em gọi là mình hơi trồ cái này nha. Nó thẳng rồi. Anh vào đây anh kêu rồi. Anh có nghe nè, nó không đọc được hả? Không đọc nha. Đi lấy cho anh chẳng đi. Đó là đang đứng đằng sau. Rất cảm ơn chị Ngọc về món quà này. Và để tỏ lòng thành kính thì em sẽ chia cho mỗi người 1 viên. Thì chị tặng em thiệt mà, không có gì. Một ngày uống 3 viên. Đang được giảm giá từ 300.000. Đang được giảm giá từ 300.000 xuống còn 120.000. Đặt kế góc máy đưa ra. Này chị có mua cho chị một hũ lần mà. Chị mua là mua thêm cho em một hũ, chị dùng một nửa rồi đúng không? Chưa. Sao còn sao hết rồi này? Một ngày uống một viên hơi thơm miệng cả ngày. Nhưng mà chị có mua cho chị, mua cho chị, mua cho bên ở của em. Chị mua cho cả đồng tiền. Tốt vậy thôi chứ em mua gì nữa. Cảm ơn chị. Khỏi phải 5 năm mỗi ngày. Nói xong.